không chỉ giúp giảm cơn khát, nhiều loại thức uống như thế này còn thu hút thực khách ở sự bắt mắt, đa dạng về mẫu mã, chất lượng sản phẩm và sự đầu tư trong không gian phục vụ. Tọa lạc tại một vị trí khá thuận tiện khi nằm trên trục đường chính của thành phố Vị Thanh, The Luca Coffee and Milk Tea thu hút thực khách từ không gian sân vườn đến khu vực phòng máy lạnh. Những gam màu khác nhau tạo lợi thế để đơn vị đáp ứng cho nhu cầu không chỉ người trẻ mà cả những khách hàng ở độ tuổi trung niên. Khu vực sân vườn thích hợp cho những ai muốn thư giãn tâm hồn bên tách cà phê rang xay. Trong khi đó, giới trẻ lại thỏa sức với những thức uống mới được đơn vị giới thiệu đều đặn hàng tháng. Ngoài ra, tại quán còn phục vụ điểm tâm sáng, ăn nhẹ cho thực khách. Đây cũng là hướng đầu tư ổn định, lâu dài của một đơn vị kinh doanh dịch vụ tại thành phố du lịch để thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh. Quán thì có rất là nhiều món rất là đa dạng như là trà sữa, các loại sinh tố trái cây, các món đá xay, rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Còn về không gian thì được thiết kế rất nhiều cây xanh, tạo không gian thoáng mát, không khí trong lành. Hàng tháng đều có chương trình khuyến mãi giảm giá cho khách hàng hoặc là các dịp lễ lớn trong năm để nhằm chi ân khách hàng, tạo cái sự thu hút khách hàng đến quán nhiều hơn. Sức hấp dẫn của mỗi đơn vị chính là tạo được sự khác biệt trong từng sản phẩm phục vụ. Điều này cũng là cơ sở để duy trì khách hàng gắn bó lâu dài với thương hiệu mà doanh nghiệp dày công xây dựng.